Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con sẽ làm lẩu hải sản nha. Đây, hải sản này có tôm và mực. Mọi người, mấy cái món đầu tiên làm thất bại, nhưng mà con thấy nó cũng đẹp mọi người. Thành công nè, nhìn nó đẹp ghê không? Mọi người, bây giờ con sẽ cho nước vào ngồi và sẽ nấu nha. Đến bây giờ đến lại gõ mì ra cắt bỏ ở đây nè. Giỡn xíu nữa mày ăn lẩu nha. Khỏi bỏ cái vị đó. Bây giờ con sẽ bỏ cái mì ra làm coi nha. Để tôi bẻ cho. Mọi người, bây giờ con sẽ chế nước nóng vô mì nha. Wow. Mọi người, đây là bình lẩu nha mọi người. Bình này không có nhiều gia vị. Một bình này được 2 lít nước mọi người. Nên con chỉ nấu một lít, chỉ bỏ 2 viên thôi. Rồi cái bịch này là mọi người này lần đầu tiên con biết luôn mọi người. Trời ơi con ngu, cái này người ta có chỗ mở rồi. Mấy chén rồi. Ui. Đây con sẽ bỏ vô nha. Con khuấy ra mọi người. Một miếng sạch tế nha. Mọi người, hàng xóm của con đang hát mọi người. Thơm quá mọi người. Có điều là hơi khói. Ôi. Mọi người, mấy cái hạt nước nó đang bung lên luôn đó mọi người. Ý cha một cái thác nước hay gì vậy mọi người. Nước ở đây là từ từ sôi. Mà nó cũng trụng sắp. Mọi người, con hai cái tắt nữa mọi người. Mọi người, bây giờ con sẽ cho tắt vào nha. Ôi ôi, hấp dẫn nha mọi người. Thơm ơi là thơm luôn. Giờ con sẽ cho cẩm vô. Mọi người, bây giờ con sẽ cho cái dĩa này vô. Đầu tiên con sẽ cho mực vô nè. Trời. Trời ơi, lẩu không thiếu mực nha mọi người. Làm hải sản mà. Mấy con nhào. Bỏ nhiều quá là sẽ đầy nồi ấy, mọi người. Con sẽ bỏ xúc xích vô. Con nghĩ hai cái xúc xích đi cho bằng nhau. Wow. Bông qua cái viên. Trời ơi, hấp dẫn gì đâu á. Cuối cùng con sẽ cho bông qua của con vô. Đó. Thôi còn mấy con bỏ hết vô mọi người. Đấm gì đấm chắc nó mì ghê lắm. Lát nó mì nở ra qua á. Được. Cảm ơn Tư. Mọi người ơi, thơm ơi là thơm mọi người. Chảy vô miếng luôn mọi người. Mấy hải sản này đang đi spa mọi người. Đang bắt cà phê. Khi cho vô bụng thì tụi con cũng rất phê nữa. Mọi người, hôm qua con mới thi mọi người. Thi sao mà cái thầy đưa cho cái bài kỳ hồi thi kỳ 1 làm hết bài, cái thầy kia qua nói được thì cái bài đó là bài thi kỳ 1 thi lại từ đầu. Trời ơi. Mệt mỏi. Phải thi tin học 2 lần mọi người. Tuần sau mình con thi nó là xong mọi người. Ui dạ. Mọi người thấy hấp dẫn cho mọi người. Đó, con bực, con tôm mới chín rồi nè. Mọi người, con sẽ cho rau vô nha. Nếu con ăn rau. Để ăn rau mới mau lớn mới thông minh. Con sẽ cho nếm hỏng con hái rồi mọi người. Đó. Nấm này là nấm gì đó. Mọi người, đây là nấm bầu ngư mà. Còn một cái bông nữa. Cái bông này khá là to. Bông nữ hoàng mọi người. Con sẽ để ở đây. Mọi người, cái này là bông sữa đũa mọi người. Con tự lặt con đó. Thấy con giỏi không? Rồi, được rồi, đừng có bỏ nhiều. Còn nấm nữa nè. Còn này là nấm rơm mọi người. Con cũng tự hái luôn đó.
cuối cùng là ra. Mọi người cuối cùng là cả thìa mọi người. Không biết để chỗ nào mà nó đầy luôn rồi. Mọi người ơi, nó hấp dẫn. Bộ là con mấy mọi người có chảy nước miếng không à? Bây giờ con chảy nước miếng không mọi người ơi? Đẹp lắm. Rồi. Đây, cháu con xem cái chai tường hải sản mọi người. Đậu hải sản không thể nào thiếu được nước chấm hải sản. Wow, trời ơi nó đã. Ta da, con đã làm xong món lẩu rồi mọi người. Bây giờ con sẽ bắt đầu ăn. Đầu tiên tôi sẽ múc cái đốm nha. Múc cái đi sẽ làm mì mọi người. Đốm không ăn rau. Biết rồi, ăn rau cho mau lớn. Ăn xúc xích với một... cá viên. Cho đến một con mực nè. Rồi, một con tôm nè, một cây nấm nè, nấm bầu ngư luôn nè. Thấy tôi thương đốm chưa? Một cục nữa nè, một cây xúc xích. À, cái này đi, cho dễ lắm. Rồi, thế là chén của đốm đã đầy. Cho đến một miếng nước. Rồi, cái con mọi người, con sẽ bỏ cho con mì nè. Con sẽ bỏ cho con một cái nấm nè, rau này nữa, con sẽ ăn rau. Con thích ăn rất là nấm kim châm. Đó, ui, đau quá. Phỏng tay. Một cọng rau này nè. Mọi người bây giờ con sẽ vừa gấp vừa ăn luôn. Đó, đầu tiên con sẽ ăn cái nấm này. Mọi người đây là nấm rau mà mọi người. Đó. Mọi người nha. Nấm giòn không mọi người? Ăn thử bông su đũa nè. Mọi người nha. Ngon lắm. Đây con sẽ ăn xúc xích nè. Đó. Con đã ăn được. Thấy nó đã cho mọi người. Mọi người nha. Giờ sẽ ăn cùng bò viên. Xúc xích rất là ngon mọi người. Con sẽ ăn tiếp là cải thìa. Mọi người đến đã bị bỏng rồi mọi người. Đến ham ăn quá bỏ nguyên cục luôn. Bị bỏng rồi. Chảy nước mắt luôn rồi mọi người. Ham ăn cũng có cái tội mọi người. Thôi mời mọi người nha, con ăn nước kim châm. Hình như con quên chan nước rồi con mọi người. Nữa. Đám thương tôi quá ha. Thương quá nhiều luôn con vịt. Con mực. Con vịt. Con lợn. Con mực mới đúng. Nó tôm tép bị tổn thương. Mọi người tôm xích cỡ cá mọi người. Mời mọi người nha. Tôi chưa đóng cái kéo rồi. Để cắt cái miếng xúc xích này ra. Rồi. Mọi người nhớ nhấn đăng ký, chia sẻ cho tụi con nha. Nhớ like nữa chứ. Ôi, thấy con mực không? Đã ghê vô. Mọi người, hồi nãy làm rớt con mì dưới cổng, giờ con mì đó đã nằm ở cổng luôn rồi mọi người. Con sẽ cắt mấy cái này ra để cho dễ cầm mọi người. Bự quá cầm không được, gió xuống uổng kêu xích lắm mọi người.
Ngon quá. Bây giờ tôi gắp cá viên trong đốm nha. Nè, các bạn gì nữa không? Thôi. Cái tấm xúc xích nè. Cảm ơn. Cô thích ăn rau thôi mọi người, không thích ăn xúc xích. Không có ăn xúc xích cũng lộ bây giờ còn ngán luôn rồi. Ngon. Mọi người, những món mà mọi người comment á, cô đã ghi lại rồi. Cô sẽ làm từ từ. Món nào cũng có mọi người. Sao đó không ăn? Có nhiều tiêu. Vậy ngoài nấu này đó muốn ăn gì nè, tôi bỏ cho nè. Nước. Trời ơi. Thôi lấy mình đi. Giờ cái món ăn gì tự xử lắm à. Còn mì khô luôn rồi mọi người. Con sẽ ăn nấm bồ ngư mọi người. Đó, nấm bồ ngư nè. Sao cái nấm thì khó cầm quá ta. Lấy giùm đốm cái khăn. Là cái chừng của đốm mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Đưa cái kéo. Để cái kéo trên bàn luôn đi. Có gì đó đốm còn thì đốm sẽ tự lấy. Kéo rồi đốm. Vâng. Đám chưa ăn hết mà đám cứ trang trí hoài à, chừng nào mới ăn hết. Tên mọi người. Không bởi vì người ta nói. Ờ nãy em quên mấy trái ớt nè mọi người. Ớt nè mọi người. Một miếng mì. Đếm chuẩn bị cho tôi ca nước nha đó. Ok. Dùng nước nóng được không? Ở dưới có cái phích nước đi. Phích nước nóng. Ui. Cô sẽ ăn. Lần trước con đã ăn một cái ớt rồi mọi người. Thế là xong cái quần của con. Nãy mới nghe tiếng hát mà giờ hết luôn rồi mọi người. Mọi người nha. Mọi người ơi. Trời ơi, khóc luôn. Đám vô một cái bàn ly nước đó mày. Nước này lên. Mọi người con tưởng cái ruột nó không cay, ai ngờ cái ruột nó cay gần chết. Trời ơi cái mỏ đó kìa. Rồi đứa phích nước. Trời ơi, nó có ăn ớt mà nó cay trời. Lên lấy nước nóng nó bỏ vô đây đi. Chị cho vô cho nhiều nước đây nè. Chuẩn bị mọi người nha. Chắc ra con phải chùm đá cho cái mỏ của con rồi mọi người. Bye bye.